bị phát hiện lúc đang trộm chó, kẻ trộm đã giằng co với chủ chó để tẩu thoát. Không dừng lại ở đó, trộm chó còn mở công tắc nguồn sung điện, cầm cây chĩa chích khiến nạn nhân bất tỉnh và đã tắt thở trên đường đến bệnh viện. Màn đêm buông xuống, người dân sống vùng sâu biên giới đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Cả xóm có khi chỉ vài gia đình mở TV xem, nhưng cũng không quá 21 giờ. Họ nghỉ sớm để ngày mai còn ra đồng mưu sinh. Cuộc sống yên bình diễn ra thường ngày ở nơi đất rộng người thưa. Đồng hồ trên tường điểm 0 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2021. Đang lim dim ngủ thì ông Huỳnh Thành Hải, sinh năm 1979, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An, giật mình khi nghe tiếng xe máy của ai đó dừng gần cổng nhà rồi tắt máy. Hai con chó nằm bên hiên phóng ra sân sủa dồn dập, sau đó chạy vô ngược cửa rồi tiếp tục lao ra như bị ai đuổi theo sau. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Hải bật dậy rồi nhẹ nhàng đi sang giường kêu con trai là Huỳnh Tấn Thành, sinh năm 2002, để cùng ra xem ai tới vào đêm khuya. Sự thận trọng đó là điều mà ai ở vùng sâu khu vực biên giới đều phải cảnh giác. Hai cha con đẩy cánh cửa bằng cây rồi nhanh chân chạy ra sân. Qua ánh sáng đèn lờ mờ trong căn nhà hắt ra, hai người giật mình phát hiện nhóm đối tượng đang bắt con chó của gia đình bỏ vào bao. Thời điểm này, nếu chi hô cũng chẳng ai nghe đến vì hỗ trợ. Vì thế, ông Hải và Thành vừa hô hoán vừa tìm khúc cây để tự vệ. Vốn là nông dân lâu năm kinh nghiệm, ông Hải nhào tới giật cái bao, đồng thời ôm đối tượng đứng gần nhất, không cho chạy thoát. Còn đang khống chế kẻ trộm chó thì ông Hải đột nhiên bị điện giật ngã quỵ xuống bất tỉnh. Tiếng cầu cứu vang vọng trong đêm khuya làm mọi người thức giấc, chạy sang chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Ông Hải được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hàng chục người có mặt chưa biết phải làm gì thì cùng lúc công an xã tuần tra ngang qua lập tức bảo vệ hiện trường. Nhìn xung quanh thấy có thanh niên lạ, thái độ bối rối, chưa kịp hỏi anh ta đã tự xưng tên là Nguyễn Quốc Trầm, sinh năm 1989, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp và thú nhận có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tôi tham gia đi bắt trộm chó, thằng bạn trích điện làm chết ông Hải rồi kêu tôi cùng chạy trốn, nhưng tôi không bỏ đi mà ở lại cùng gia đình, lo cấp cứu nạn nhân, nghi phạm khai. Xác định đây là án mạng nghiêm trọng, từ bắt trộm chó dẫn đến giết người. Cảnh sát hình sự Công an Long An nhanh chóng phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Tháp điều tra truy xét. Ngay sau đó, lực lượng triển khai nhiều mũi chốt chặn, đồng thời kiểm tra công khai địa chỉ cư trú của hai đối tượng khi mặt trời vừa ló dạng. Song trinh sát đến nơi ở của kẻ cầu đầu vụ trích điện thì được gia đình cho biết chiều hôm trước đối tượng đã rời khỏi nhà bằng xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp và đi đâu không rõ. Xác định mối quan hệ bạn bè cùng với bà con xóm giềng, Nguyễn Văn Trơn có mối quan hệ rộng, thường chơi chung với nhóm bạn ở ngoài địa bàn huyện. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, trinh sát hình sự Long An nhận được tin phát hiện địa chỉ nghi phạm lẩn trốn nên khẩn trương áp sát một nhà nghỉ tại xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Nghe kêu cửa, đối tượng vừa bước ra đã bị bắt gọn. Nguyễn Văn Trơn và Trần Văn Thuận được đưa về tỉnh Long An phục vụ điều tra. Không thể chối cãi, Trâm, Trơn, Thuận đều có lời khai trùng khớp với việc bàn bạc đi trộm dẫn tới án mạng chết người. Chỉ 12 giờ sau khi gây án, các nghi phạm sa lưới pháp luật. Vụ án được khởi tố, đối tượng bị bắt tạm giam với tội danh khác nhau. Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Văn Trơn, sinh năm 1995, ngụ ấp Long Bình, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, cùng Trần Văn Thuận, sinh năm 2003, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, đi xe máy mang theo ba lô đựng hai cây chĩa cán bằng gỗ, phần đầu gắn hai đoạn kim loại đầu nhọn dài 8cm, nối với dụng cụ sung điện qua dây dẫn điện dài khoảng 5m. Hai đối tượng tìm đến nhà của Trầm lấy một sung điện tự chế, một bình điện đưa cho Trơn. Chuẩn bị dụng cụ hành nghề xong, cả ba tranh thủ phê vài liều ma túy đá trước khi gây án. Hơn 2 giờ sau, Trầm chở Trơn mang theo ba lô đựng các dụng cụ kích điện. Thuận điều khiển xe máy chạy một mình qua kênh 12, dòng găng, kênh 79 vào khu vực ấp Cà Bát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An, tìm bắn chó thả rồng hoặc ở nhà dân. Đến 0 giờ 10 phút ngày 27 tháng 3, Trâm và Trơn hạ thủ được hai con chó ở hộ dân ven lộ giao thông xã Vĩnh Lợi. Khoảng 20 phút sau, Trâm chở Trơn chạy vào đường bờ cây ngọn, ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi, tiếp tục săn thêm vài con chó. Trước khi đem về bán,
tại một tiệm cây tơ bên Đồng Tháp. Chạy cách nhà ông Huỳnh Thanh Hải chừng 30m, phát hiện hai con chó của gia chủ nặng trên 10kg nên chúng tắt xe máy. Chôn ngồi sau dùng chĩa nối với xung điện qua dây dẫn trích con chó nằm bất động. Trong lúc Chôn và Trầm bỏ chó vào túi ni lông thì bị ông Hải và con trai phát hiện, chạy đến ngăn chặn đòi lại chó và không cho Trầm Chôn chạy thoát. Lo sợ bị ở tù, Chôn mở công tắc nguồn xung điện, cầm cây chĩa trích vào người ông Hải, làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy, Chôn kêu Trầm đi lấy xe máy rời đi, nhưng Trầm từ chối vì muốn cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hải đã tắt thở trên đường đi cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chôn về tội giết người và trộm cắp tài sản, Nguyễn Quốc Trầm và Trần Văn Thuận về tội trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ trộm chó bắn chết chủ nhà, chiều ngày 14 tháng 4 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Trơn, 28 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Hòa Long, huyện Lai Vùng, Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người và trộm cắp tài sản. Riêng Nguyễn Quốc Trầm, 34 tuổi và Trần Văn Thuận, 20 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ trộm chó làm chủ chó thiệt mạng ở Long An gây rúng động dư luận, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng trong vụ việc này, ba đối tượng trộm chó trở thành ba tên cướp giết người, nhưng có đối tượng sẽ không bị xử lý về tội giết người. Ba nghi phạm trong vụ án gồm Nguyễn Quốc Trầm, 33 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, Nguyễn Văn Trơn, 28 tuổi và Trần Văn Thuận, 20 tuổi, cùng ngụ huyện Lai Vùng, Đồng Tháp. Cụ thể, luật sư Cường phân tích, trong vụ án này, hành vi của nhóm đối tượng này là đầu trộm đuôi cướp, lúc đầu là thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, nhưng khi chưa lấy được tài sản, chưa mang tài sản ra khỏi nơi quản lý của người bị hại, thì nhóm đối tượng này đã bị phát hiện, bị ngăn cản. Nếu nhóm đối tượng này bỏ chạy, chưa lấy được tài sản, thì sẽ bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản với tình tiết là phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, các đối tượng này có ý định chiếm đoạt đến cùng nên đã dùng vũ lực để chống trả đối với chủ sở hữu tài sản để chiếm đoạt tài sản. Hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản cấu thành tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bởi vậy, trong tình huống này, cơ quan chức năng sẽ không xử lý các đối tượng về tội trộm cắp tài sản mà sẽ xử lý về tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự do các đối tượng này đã dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Luật sư Cường cũng nhấn mạnh, trong vụ án này, hai đối tượng là Nguyễn Văn Trơn, 28 tuổi và Trần Văn Thuận, 20 tuổi sẽ bị xử lý thêm về tội giết người, còn đối tượng Nguyễn Quốc Trầm có thể bị xử lý về tội cướp tài sản. Bởi theo thông tin ban đầu, thì Trầm và Trơn đang bỏ chó vào bào, thì ông Hải cùng con là anh Huỳnh Tấn Thành phát hiện chạy đến giật lại và ôm giữ hai tên trộm. Trong lúc giằng co, tay phải của Trơn mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây, chĩa trích phần hai đầu nhọn vào hông của ông Hải, khiến nạn nhân bị giật điện ngã xuống đất. Thấy vậy, Trơn kêu Trầm lấy xe máy trốn thoát, nhưng Trầm không đồng ý và muốn cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng ông Hải đã tắt thở. Như vậy, luật sư Cường cho rằng, dựa vào diễn biến sự việc, rõ ràng đối tượng Trầm không muốn nạn nhân thiệt mạng, đã giúp đỡ nạn nhân cùng những người khác để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hành vi này cho thấy đối tượng đã nhận thức được sai lầm của mình và có ý thức khắc phục hậu quả. Bởi vậy, theo luật sư Cường, vụ việc này cơ quan điều tra sẽ làm rõ khi đi trộm chó thì các đối tượng này có bàn bạc với nhau về việc dùng súng điện để chống trả lại người truy đuổi và lực lượng chức năng hay không. Nếu trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng đã bàn với nhau, thống nhất sử dụng vũ khí để chống lại người dân khi ngăn cản truy đuổi, thì các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người. Nhưng riêng đối tượng Trầm sẽ được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ do có hành vi cùng với người dân cấp cứu nạn nhân. Còn trường hợp kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng không có sự bàn bạc thống nhất với nhau về việc sẽ dùng súng bắn điện để chống trả lại người truy đuổi. Việc đối tượng Trơn tự mình thực hiện hành vi bắn súng vào người nạn nhân thì chỉ đối tượng này bị xử lý hình sự về tội giết người. Theo quy định của pháp luật thì đồng phạm phải là người có cùng ý chí thực hiện tội phạm. Nếu đối tượng Trầm không có cùng ý chí khi thực hiện hành vi giết người đối với nạn nhân thì chỉ có Trơn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này. Vấn đề này, cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ để xác minh tội danh và làm cơ sở để tòa án quyết định hình phạt cho từng đối tượng phạm tội. Còn đối với đối tượng không trực tiếp tham gia nhưng có hành vi giúp sức cho đối tượng Trơn bỏ trốn, thì đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm hoặc che giấu tội phạm. Luật sư Cường cho rằng, trong vụ án này thì rất có thể đối tượng trên sẽ phải chịu hai tội danh là tội giết người và tội cướp tài sản, với mức hình phạt của tội giết người cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, còn tội cướp tài sản sẽ là tù có thời hạn.
Đối với đối tượng Trầm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản. Còn đối với hành vi giết người thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ có cùng ý chí với Trơn hay không để quyết định cho đúng đắn. Riêng hành vi cấp cứu nạn nhân cho thấy đối tượng này không có ý định giết người và hành vi thể hiện còn chút lương tâm, còn lương tri con người. Cũng theo luật sư Cường, ngoài trách nhiệm hình sự mà các đối tượng phải chịu thì các đối tượng gây thiệt hại đến tính mạng của nạn nhân sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, trong đó thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền công người chăm sóc trước khi chết, tiền tổn thất về tinh thần và tiền cấp dưỡng mà người chết có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. Gần 3 năm vụ án mạng xảy ra, chiều ngày 14 tháng 9 năm 2023, chính quyền xã Vĩnh Lợi thông tin về đời sống hiện tại của người thân ông Hải, nạn nhân xấu số trong vụ án. Họ vẫn làm ruộng nhưng chưa thoát khỏi khó khăn. Do ông Hải là lao động chính nên khi mất đi trụ cột gia đình, vợ con phải mưu sinh đủ nghề, còn căn nhà vẫn vách lá, mái tôn vì chưa đủ tiền cất mới. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.